hướng đến sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Thay vì mỗi người dân đi chợ, đi siêu thị đều sử dụng túi ni lông thì có thể dùng túi giấy, túi vải. Đó chính là mục tiêu phấn đấu trong ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm nay. Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm nay có chủ đề kinh doanh trách nhiệm tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới, nhằm kêu gọi doanh nghiệp ngoài cung cấp sản phẩm an toàn chất lượng tốt trong bối cảnh dịch bệnh, cần có trách nhiệm ổn định giá cả. Đặc biệt, theo khảo sát của Tổ chức Người tiêu dùng Quốc tế, có 66% người tiêu dùng khi được hỏi họ sẵn sàng bỏ thêm chi phí để mua sản phẩm thân thiện với môi trường. Vì vậy, năm nay, Bộ Công Thương đã chọn chủ đề trên nhằm khuyến khích các doanh nghiệp và nhà tiêu dùng quan tâm hơn đến sản phẩm mình tiêu dùng, có trách nhiệm hơn để đảm bảo môi trường sống bền vững. Từng bước thay đổi thói quen người tiêu dùng, thay vì mỗi người dân khi đi chợ sử dụng túi ni lông thì có thể sử dụng túi giấy, túi vải, kêu gọi nhà tiêu dùng tiết kiệm điện, sử dụng phương tiện công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân. Cũng đã có những cái siêu thị người ta là không có cho sử dụng cái bao bì mà cái túi xốp, mà dùng những cái túi những cái loại mà bao bì thân thiện với môi trường, thì cũng đã có nhiều siêu thị người ta làm mà mình thấy rằng người tiêu dùng với bất kỳ mà đến siêu thị nó không, người ta không cấp phát những cái bao túi xốp nữa, bao ni lông nữa đó, thì người tiêu dùng mới chấp nhận. Thành ra cái này tôi cho rằng nếu mà nhắc nhở cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chủ động trong cái việc mà bảo vệ môi trường bằng cái cách là thay đổi cái bao bì để hướng dẫn cho người tiêu dùng sử dụng những cái bao bì hay là những cái sản phẩm mà nó thân thiện với môi trường đó. Cũng theo bà Phan Thị Việt Thu, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Ngoài ra, năm 2020, hội tiếp nhận hơn 200 vụ khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến nhiều lĩnh vực và hòa giải thành công hơn 40 vụ khiếu nại liên quan đến bảo hành hàng hóa. Qua đó, người dân cũng cần nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội.